Xin chào các bạn, hôm nay mình làm về thập đế, các bạn cùng xem với mình nhé. Thời thượng cổ, lúc mà con người tu hành còn kém, đứng đầu mảnh thiên địa này, đó là năm đại thượng cổ thánh thú, Kình Thiên Côn Bằng, Trùng Thiên Kỳ Lân, Phong Thiên Hải Ngao, Phách Thiên Lôi Hoàng, Phần Thiên Long Tổ. Sau này, nhân loại quật khởi, nhân loại có 10 người chứng đại đạo, trở thành 10 vị đại đế. Bọn họ đánh bại năm đại thánh thú, và làm cho nhân loại trở thành chủ nhân của thiên địa này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về 10 vị đại đế đó. Top 10, Đồng Đế. Đồng Đế lấy sự hồn nhiên vô lo vô nghĩ bình phàm của trẻ con mà nhập đạo. Đồng Đế là người nhỏ tuổi nhất ngộ đạo. Bản thân tính cảnh hồn nhiên như một đứa trẻ, và một cuộc sống bình phàm vô nghĩ vô lo dẫn đến nhập đại đạo. Đồng Đế là ngươi cảnh giữ cửa thứ 3 của Minh Đế Đạo Tràng. Thử thách của cửa này chính là phải bắt được hắn. Mà muốn bắt được hắn, Trác Phàm đã lấy sự hồn nhiên vô nghĩ vô lo của đứa trẻ, và từ từ hắn đã ngộ được đại đạo. Top 9, Tình Đế. Tình Đế lấy tình nhập đạo. Tình Đế lúc đầu thật ra là một vật chứa được luyện từ vạn năm âm tính, được Minh Đế tìm giúp cho đệ đệ của Thiên Đế, để hắn phong ấn tất cả cảm xúc của hắn vào, và có thể đạt được vô tình thiên đạo như Nhiên Đế. Vì lúc trước đệ đệ của Thiên Đế tu luyện có tình thiên đạo, nên sau khi đệ đệ Thiên Đế phong ấn cảm xúc vào, âm tính bên trong đã được cảm hóa và tạo nên một nữ tử. Sau đó, hắn đã trở thành sư phụ nàng và giúp nàng đạt đến thánh cảnh. Nhưng vì Thiên Đế đến can thiệp, sợ Thiên Đế giết nàng nên đệ đệ Thiên Đế đã tự chặt đứt tình căn, dẫn đến nàng đã tu luyện và ngộ ra tình đạo, trở thành Tình Đế. Top 8, Luân Hồi Đại Đế. Luân Hồi Đại Đế lấy khám phá luân hồi đại đạo mà chứng đạo. Luân Hồi Đại Đế là người gác cổng của Luân Hồi Thiên Trì. Một người sau khi chết muốn được luân hồi thì phải từ bỏ ký ức, cảm giác cùng tất cả mọi thứ mà hắn có. Sau khi Trác Phàm vào Luân Hồi Thiên Trì, Trác Phàm được Luân Hồi Đại Đế cho xem đoạn phim về Thiên Đế và đệ đệ hắn, cùng với lý do dẫn đến cuộc đại chiến của thập đế. Và tại Luân Hồi Tiên Trì này, Trác Phàm đã gặp được Cửu U Ma Đế và biết được thân phận của mình là Vô Miệng Đế Quân, cũng chính là đệ đệ của Thiên Đế. Top 7, Ảnh Đế. Ảnh Đế lấy bóng đêm ám sát mà chứng đạo. Ảnh Đế đại diện cho bóng đêm, thường ẩn cư cho bóng tối. Ảnh Đế là một sát thủ, thiện về đánh lén. Hắn là người gác cổng thứ 2 trong Minh Đế Đạo Tràng. Thử thách của cổ này là đánh bại hắn, và hắn sẽ có toàn bộ tu vi, tuyệt kỹ, đại đạo và toàn bộ thứ mà Trác Phàm sở hữu. Nói chung là Trác Phàm phải đánh bại bản thân mình. Muốn thắng được phải ngộ ra đại đạo trong đó. Top 6, Minh Đế. Minh Đế lấy âm ti minh đạo mà chứng đạo. Minh Đế là đại diện cho âm tỳ địa phủ, là nơi quản lý những người chết. Trong thánh vực, Minh Đế để lại đạo tràng và gợi ý để làm Trác Phàm đi vào và ngộ đạo. Trong đạo tràng này, phải qua biển Minh Hải, phải ba cửa, từng cửa có một vị đại đế khác nhau. Cửa đầu là Bá Đế, cửa thứ hai là Ảnh Đế, cửa thứ ba là Đồng Đế. Qua ba cửa sẽ gặp được Minh Đế. Top 5, Vân Đế. Vân Đế lấy vũ trụ sao trời tinh văn chứng đạo. Vân Đế có khả năng tiên tri và dự đoán tương lai, nhưng không thể nhìn vận mệnh của những người có đại đạo. Bọn họ có thể nghịch thiên sửa mệnh và không đi theo quỹ đạo. Vân Đế đã để hậu nhân mình trải khắp thánh vực. Như ở Phàm Giai, gia tộc nắm giữ tứ trụ ở trong Thiên Vũ, trưởng tộc là Vân Huyền Cơ. Mục đích là để chỉ dẫn đường đi cho Trác Phàm và trợ giúp Trác Phàm lúc gặp nguy. Top 4, Kiếm Đế. Kiếm Đế lấy kiếm đạo mà chứng đạo. Hắn bản thân chính là một thanh đế kiếm của Thiên Đế, là người thân cận nhất với Thiện Đế. Sau khi đế kiếm có linh và nó đã tự mình ngộ đến đại đạo, trong và trình tự mình ngộ đạo, hắn đã kết thân với Phong Thiên Hải Ngao. Sau này, khi Thiên Đế thấy đệ đệ của mình chạm được đến diệt thế lôi viêm của vô thượng cảnh, Thiên Đế đã làm cho Kiếm Đế lợi dụng Phong Thiên Hải Ngao, tạo ra 5 thanh lục phẩm thánh kiếm chứa đựng sức mạnh của 5 con thượng cổ thánh thú. Lúc sau, để chứng minh sự trung thành của mình với Thiên Đế, Kiếm Đế đã làm mù một con mắt của Phong Thiên Hải Ngao. Trong trận chiến thập đế, Thiên Đế và Kiếm Đế đã đánh bại 8 đế cùng với đệ đệ mình và giành thắng lợi. Top 3, Cửu U Đại Đế. Cửu U Đại Đế lấy ma đạo chứng đạo, hắn là đại đế có bản lĩnh nhất, lần đầu đạt tới cảnh giới chuẩn đế và dám bỏ tu vi đó để tu luyện một lần nữa và chứng đạo. Là người hiểu nhiều biết rộng, du ngoạn thế gian để thu thập các công pháp võ kỹ, trận pháp và thuật luyện đan của thiên hạ, sau đó viết nên bộ Cửu U Bí Lục. Ông đã tạo nên bộ công pháp bá đạo là Thiên Ma Đại Hóa Quyết. Bộ công pháp này có thể hấp thụ mọi thứ bao gồm cả thiên địa, lấy tu vi người khác hấp thụ cho bản thân. Nhưng trước khi sử dụng công pháp thì cần phải cơ thể thuần tịnh, nên phải từ bỏ toàn bộ tu vi và tu luyện lại từ đầu. Sau trận đại chiến với Thiên Đế, Cửu U đã từ bỏ đại đạo của mình mà truyền cho Trác Phàm, để bắt đầu ván cờ đánh với Thiên Đế. Top 2, Bá Đế. Bá Đế là đại đế lấy sức mạnh bá đạo chứng đạo, là người có nắm đấm mạnh nhất trong thập đế, và có khả năng đánh tay đôi với Trùng Thiên Kỳ Lân, mà bất phân thắng bại. Là người canh giữ cửa thứ nhất của Minh Đế, đạo tràng và nguyên nhân canh giữ ở nơi đó là để truyền đại đạo, và giúp cho Trác Phàm ngộ đạo.
thử thách cửa ải này đó là chính là đánh bại bá đế và đẩy được cánh cửa ra. Mà cánh cửa này không thể bằng sức lực đẩy được, mà phải ngộ đạo trong đó mới có thể đẩy ra và qua cửa ải này được. Top 1, Thiên Đế. Thiên Đế là đại đế mạnh nhất trong thập đế. Thiên Đế lấy thiên đạo vô tình mà chứng đạo. Thần thông của hắn là mắt không minh thần nhãn và tử lôi kim nhãn. Không minh thần nhãn có 13 cấp, tử lôi kim nhãn có 12 cấp được luyện chế từ thượng cổ thánh thú phách thiên lôi hoàng. Vũ khí của hắn là đế kiếm, tức là kiếm đế trong thập đế. Nhìn thấy đệ đệ mình chạm đến sức mạnh của vô thượng cảnh, hắn đã nhờ kiếm đế thu thập năm sức mạnh của năm thượng cổ thánh thú và cũng đã chạm đến sức mạnh này. Do em trai hắn cùng 4 thượng cổ thánh thú tính kế hắn và cướp đoạt 2 bộ luyện thần nhãn, không minh thần nhãn và tử lôi kim nhãn. Trong trận quyết chiến thập đế ở thời thượng cổ, Thiên Đế đã đánh bại 8 vị đại đế cùng em trai hắn, là 33 kiếp trước của Trác Phàm, và phong ấn 4 vị thượng cổ thánh thú lại tại phàm giai. Sau trận đánh đó, Thiên Đế đã bị trúng tình cổ của Tình Đế và bị nhốt lại vì vô tình thiên đạo của hắn không chấp nhận được tình cổ. Trùng Thiên Kỳ Lân đã bị vây giết tại Lạc Lôi Hiệp và Kỳ Lân đã dùng sinh mệnh cuối cùng của mình để sinh ra Cổ Tam Thông. Kình Thiên Côn Bằng bị nhốt tại Vạn Thú Sơn. Phong Thiên Hải Ngao bị nhốt tại Băng Ngọc Sơn. Phần Thiên Long Tổ bị nhốt tại Ngàn Viêm Động. 8 đại đế còn lại đều mất toàn bộ sức mạnh và chỉ còn đại đạo hộ thân. Và kết quả trận này là tạo nên một bàn cờ giữa Thiên Đế và 8 đại đế còn lại, và Trác Phàm là quân cờ quan trọng nhất. Top 0, Vô Miện Đế Quân. Vô Miện Đế Quân đó chính là đệ đệ của Thiên Đế, còn là 33 kiếp trước của Trác Phàm. Đại đạo của hắn chính là tu luyện có tình thiên đạo, nhưng vì một lý do nào đó mà hắn không thể ngưng tụ đại đạo thành đại đế. Sau đó, hắn đã chia tay người yêu mình và nhờ Minh Đế tìm dùng một khối vật chứa để cắt đứt cảm xúc để tu luyện vô tình thiện đạo như Thiên Đế. Nhưng vì trước kia hắn tu có tình đại đạo sắp viên mãn nên khi chặt đứt tình căn nên đã vô tình tạo ra Tình Đế. Trong cái rủi có cái may, hắn đã chạm đến sức mạnh của vô thượng cảnh, đó là Diệt Thế Lôi Viêm và được mọi người gọi là Vô Miện Đế Quân. Khi nghe tin Thiên Đế muốn hủy diệt mảnh thiên địa này, hắn đã hợp tác cùng 8 đại đế và 5 thượng cổ thánh thú để tính kế Thiên Đế, sau đó dẫn đến trận đại chiến thập đế. Nhưng trận này Thiên Đế chiến thắng, người đại đế trọng thương, Thiên Đế bị trúng tình cổ nên không thể hợp thành 10 đại đạo. Vô Miện Đế Quân chết và được nhận đế cảnh đại đạo của cửu U, bắt đầu cho ván cờ thiên địa của các đại đế và thượng cổ thánh thú. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ like và để lại bình luận về cảm nghĩ của các bạn bên dưới nhé.